Nam em bị đưa vào trại tâm thần. Bạn trai đại gia bất ngờ đưa nam em vào bệnh viện tâm thần. Nam em thẳng thắn chia sẻ về căn bệnh trầm cảm của mình. Thật ra cái cách để người trầm cảm vượt qua nhanh nhất đầu tiên là họ phải hiểu được rằng chính bản thân mình đang phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, không ai chịu trách nhiệm thay cho mình. Thứ hai họ phải hiểu rằng cuộc sống sinh ra phải làm việc, lao động, mình phải có bạn bè, có người thân, có gia đình, chứ không phải sinh ra mình một mình chiến đấu với nội tâm của mình. Và những người trầm cảm chỉ có thể tự tìm cách vượt qua thôi, chứ không ai có thể giúp Trước đó nam em vẫn xinh đẹp, vẫn tài năng, thông minh, đôi lúc tương tưởng nhưng không còn vội vàng mà bình tĩnh, khiêm nhường, không còn quá nhiều câu chuyện hài hước mà thay vào đó là những biến cố, tâm sự trước giờ chưa từng nói ra. Em nghe một câu rất chính xác là tất cả các bạn chỉ đang nhìn một cái thế giới ảo, không có thật để mọi người phán xét về cái thế giới thật này là mình là người thiếu may mắn. Người trầm cảm, có nhiều người giúp đỡ nhưng họ không chịu mở lòng họ ra nên người ta muốn giúp cũng không được và mình nên giải tỏa nó, học cách vượt qua bằng cách đi chơi, trò chuyện ăn uống với bạn bè, bước ra ngoài xã hội để cảm thấy mình có một cộng đồng chứ không phải cô đơn. Từng câu chữ được nam em nói ra như chính nỗi lòng mà mỗi người mắc bệnh trầm cảm muốn mà không thể nói. Có một điều người ta nói là thời gian sẽ trả lời tất cả mọi thứ. Trước đây có rất nhiều người không hiểu em, người ta cũng ném đá, bình luận tiêu cực, nhưng sau gần về đây thì họ hiểu được lý do vì sao em phải như vậy, họ bắt đầu thương mình và đồng cảm với mình hơn, và đôi khi em nghĩ câu chuyện của em sẽ là câu chuyện truyền cảm hứng cho những người như em và họ sẽ vượt qua được. Em hy vọng em sẽ là bằng chứng sống để cho những người đang bị trầm cảm có thể vượt qua. Có lẽ trong cuộc sống này chẳng có thử thách nào dễ dàng, nhưng cách mà người ta vượt qua sẽ thể hiện sự mạnh mẽ mỗi con người. Nội tâm mang đầy thương tích nhưng nam em lại chọn cách đối mặt và ném thật xa nỗi sợ hãi mà cuộc sống đưa đến đặc biệt hơn cô không chỉ muốn mình tự vá những vết thương ấy nam em còn mong mỏi sẽ giúp nhiều tâm hồn bị tổn thương giống mình được xoa dịu cơn đau cô bộc bạch bản thân muốn có một tổ chức chăm sóc cho những người mắc bệnh trầm cảm đó là cái mục tiêu của em em nghĩ là người trầm cảm mà được nói chuyện với người từng bị trầm cảm thì họ sẽ cảm thấy có người hiểu mình, không cô đơn. Bởi vì trong thế giới của người trầm cảm luôn thấy mình cô đơn, lạc lõng, không có ai hiểu mình. Mong muốn của nam em là chữa lành vết thương cho những ai phải chịu đựng nỗi sợ về tâm lý giống như cô từng trải qua. Nam em được chồng sắp cưới tháp tùng lên tiếng bảo vệ người yêu khi dân mạng đòi giải cứu. Những ngày qua, thông tin diện mạo và danh tính bạn trai nam em lộ diện đặc biệt thu hút sự quan tâm của công chúng. Nàng hậu mới đây tiếp tục gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh được bạn trai tháp tùng đi dự sự kiện. Đây là lần đầu tiên chồng sắp cưới của cô xuất hiện nơi đông người cả hai vui vẻ thoải mái xuất hiện tình cảm thân mật trước ống kính nam em trải lòng với chuyện tình cảm cô cho biết những lời đồn thổi về đời tư của bạn trai trên mạng xã hội là vô căn cứ Nam em chia sẻ gần một thập kỷ tôi đã bước qua cuộc đời mình trên con đường nghệ thuật và gần 28 năm tôi tồn tại khi bước đi một mình tôi đã thật sự kiệt sức tôi đã không còn đủ sức khỏe cả tinh thần lẫn thể chất để tiếp tục lao động và làm những việc có ích vì vậy đó là lý do tôi gặp và chọn một đích đến với người đàn ông của tôi. Có thể các bạn chỉ nghe và nhìn thấy những lời đồn vô căn cứ trên mạng xã hội bằng những tài khoản ảo. Mọi người đủ chắc chắn là bạn của tôi như cách mà mọi người đang tự vẽ ra. Còn bản thân tôi là người trong cuộc hiểu rõ nhất. Những ngày qua chuyện đời tư của bạn trai nam em trở thành chủ đề gây sốt mạng xã hội, quá khứ của người này bị soi mói. Theo đó là nguồn luồng ý kiến trái chiều không ít bình luận đòi giải cứu nam em. Trước phản ứng của cộng đồng mạng ngày 25 tháng 11, Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 lên tiếng bảo vệ bạn trai. Cô viết, em không quan trọng quá khứ của anh ra sao, em chỉ quan tâm lúc em ốm đau mệt mỏi. Anh là người cùng em chia sẻ, gánh vác những khó khăn. Nếu như em không công khai thì anh cũng sẽ không phải chịu những giọt nước bẩn. Thương anh. Chia sẻ thêm với truyền thông, nam em cho biết bạn trai tên Cường là người ngoài showbiz anh đang kinh doanh cửa hàng phong thủy đây cũng là nơi đầu tiên mà nam em và chồng sắp cưới gặp nhau thời điểm mới quen người đẹp bị bạn trai hớp hồn nhờ ngoại hình tỏa hào quang tôi không thích người có hình xăm nhưng tôi gặp anh ấy hào quang xung quanh khiến tôi bất ngờ kiểu sạch sáng và cao sang lúc đó tôi bị hớp hồn nam em nói Nam em và bạn trai có khoảng thời gian hẹn hò khoảng 6 tháng trước khi công khai vào giữa tháng 11 vừa qua. Cô cho biết cô và người yêu luôn đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Được biết cặp đôi sẵn sàng về chung một nhà đang chuẩn bị cho ngày trọng đại. Trên trang cá nhân nam em không ngừng thả thính về ngày cưới. Cô cho biết không làm thì thôi, đã làm thì hôn lễ của cô phải thật hoành tráng. Thời gian qua chuyện tình cảm của nam em liên tục tốn giấy mức báo chí. Vì vướng ồn ào với nhiều sao nam như danh hài Trường Giang, diễn viên Lãnh Thanh, MC Quốc Bảo, diễn viên Bạch Công Khanh, hiện người hâm mộ vui mừng khi thấy nam em chuẩn bị lên xe hoa sau nhiều sóng gió. Bạch Công Khanh tiết lộ mối quan hệ với nam em hậu ồn ào, đáp trả gắt lời tố lươn lẹo, giả dối. Thời gian qua, cái tên của hai nhân vật nam em và Bạch Công Khanh có thể nói là đề tài siêu hot được cộng đồng mạng quan tâm bàn tán. Nhân vật bị dèo tên nhiều nhất chính là nam em. Cô liên tục có những phát ngôn đụng chạm đấu tố. Hết người này đến người khác khiến cư dân mạng cũng mệt mỏi theo. Là người tình sân khấu của nam em, Bạch Công Khanh cũng không thoát khỏi tầm ngắm của nàng hoa khôi. Theo đó, vốn có mối quan hệ thân thiết thường xuyên hát cặp với nhau, nhưng vì fan hai bên liên tục đả kích nhau khiến nam em không giữ được bình tĩnh và quay ra tố Bạch Công Khanh, tuyên bố gắt Bạch Công Khanh là màu tím, chuyện thân thiết chỉ là diễn. Hậu ồn ào, nổ ra, mới đây Bạch Công Khanh có những chia sẻ về mối quan hệ với nam em và chuyện có còn đứng chung sân khấu với nhau nữa hay không. Nam ca sĩ nói, bất đồng quan điểm trong công việc, khi mình giải đáp được khúc mắc đó thì mình vẫn có thể đồng hành với nhau, thậm chí là đi xa hơn nữa. Còn khi mình chưa giải quyết được thì việc không hợp tác với nhau là bình thường mà. Ở thời điểm hiện tại chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi, cả hai đều biết chuyện này rất nhỏ luôn khanh có nói rồi đó là một cô gái sống cảm xúc khi bị một người tác động cô ấy sẽ phản kháng lại thôi cô ấy đâu giữ được bình tĩnh thì lúc mà không bình tĩnh sẽ có những hành động phát ngôn không kiểm soát. Khanh là người lý trí hơn, bình tĩnh trong công việc. Chuyện này Khanh cũng nói với nam em hoài, dặn em dù có chuyện gì phải bình tĩnh thì mình không bình tĩnh, làm gì mình cũng sai và sai thêm thôi. Đáp trả thêm câu chuyện bị khán giả nam em nói anh là người lươn lẹo giả dối, nam ca sĩ giải bày, những cái tương tác trên sân khấu thân thiết gần gũi là hết sức bình thường và nó chỉ có xảy ra vấn đề khi một trong hai người cảm thấy khó chịu và nói thẳng trên sân khấu luôn. Chuyện này Khanh với nam em cũng đã làm việc với nhau rồi thì mới đi đến việc hát với nhau đến ngày hôm nay quay ngược lại chuyện bất đồng quan điểm cái chuyện này rất nhỏ luôn mà khi mọi người biết chắc mọi người cũng phải mắc cười mỗi lần trả lời báo chí khanh cũng nói khanh không muốn trả lời nhiều khi muốn xây dựng hình ảnh một người nghệ sĩ đẹp trong mắt công chúng khi mình trả lời một cách tế nhị và khéo léo nhất không ảnh hưởng đến ai thì một số người lại quay ngược ra nói khanh lươn lẹo và giả dối cho nên ngay từ đầu khanh muốn sống trong lùm xùm để nổi tiếng tại sao khanh không góp phần đưa câu chuyện đi xa hơn mà khanh lại chọn cách im lặng thế thì mọi người mới biết khanh là người nghệ sĩ như thế nào có những khán giả nói là không hát với nam em thì không thèm xem. Thế thì đó có thật là những khán giả của Khanh hay không? Hay khán giả của nam em? Mối quan hệ của Khanh và nam em như thế nào thì cả Khanh và nam em đều đã khẳng định rất nhiều lần trên báo rồi. Khanh không muốn nhai đi nhai lại chuyện này, mà Khanh muốn mọi người tập trung vào âm nhạc, xem chúng tôi hát gì, đó là chuyên môn khanh cần mọi người quan tâm đến mình khanh rất mong chuyện này chấm dứt càng sớm càng tốt bạch công khanh nói thêm có thể thấy sau những ồn ào vừa qua mối quan hệ của nam em và bạch công khanh dường như đã không còn được như trước các fan cũng đã khá tiếc nuối tuy nhiên người hâm mộ vẫn hy vọng có một ngày cả hai sẽ có thể tái hợp nếu tiếp tục đứng chung sân khấu khó hiểu động thái mới nhất của chồng sắp cưới nam em cách đấy phút anh bhc chồng sắp cưới của nam em đăng bài viết mới trên trang cá nhân chúng tôi đang theo chiều gió của xã hội mạng chúng tôi đang chơi cuộc chơi riêng Trước đó, anh BHC đăng đàn tìm kiếm nam em khiến cư dân mạng lo lắng. Ai biết nam em ở đâu báo giúp tôi? Trong cuộc sống mọi người không trong cuộc đừng áp đặt sự việc quá mức. Nguyễn lệ nam em em ở đâu liên hệ với anh nha em. Qua tôi về nhà tôi có việc nên cô ấy mới như vậy. Anh viết. Chưa hết lo lắng cho tình hình của nam em dân tình lại thấy khó hiểu với động thái mới của BHC. Có người còn đặt câu hỏi phải trang tập đô đăng bày trò tạo drama gây chú ý. Hiện tại, bài viết tìm nam em của BHC đã bay màu. Về phía nam em, người đẹp gây chú ý khi chuyển tình trạng trên trang cá nhân về độc thân. Các bài viết bày tỏ tình cảm với bạn trai của cô cũng không còn. Gần đây, nam em bất ngờ thông tin cô chuẩn bị kết hôn vào đầu năm sau. Cô và chồng sắp cưới có 6 tháng tìm hiểu trước khi quyết định về chung một nhà. Từng là người con gái chịu nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm. Tin vui của nam em nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả. Được biết, anh BHC là một doanh nhân trong lĩnh vực phong thủy. Trên mạng xã hội dấy lên nhiều thông tin không tốt đẹp về anh này. Anh cũng đã lên tiếng nói rõ, thừa nhận Quá khứ từng là đại gia nhưng hiện thì không, từng vướng nợ nần nhưng hiện chỉ còn nợ một khoản tiền nhỏ. Về phần nam em, trước những bàn tán dâm gian của dư luận về bạn trai, cô khẳng định chỉ có anh hiểu và gánh vác hết tất cả những áp lực cô đang phải chịu đựng. Sau khi hẹn hò, bạn trai nam em quyết định tạm gác công việc kinh doanh để cùng đồng hành hỗ trợ bạn gái trên con đường hoạt động nghệ thuật. Nam em gây xôn xao khi đăng đàn bày tỏ hối hận, bước chân vào showbiz. Cái tên của Hoa Khôi ca sĩ nam em những ngày qua có thể nói là đề tài được cư dân mạng tìm kiếm, quan tâm bàn tán nhất khắp cả mạng. Hàng loạt drama liên quan đến nam em bị chia sẻ khắp nơi, nhiều ý kiến trái chiều bắt đầu bị đưa ra, kẻ bên vực người chỉ trích khiến câu chuyện của cô bị đẩy đi xa. Theo đó, drama bắt đầu khi nam em chính thức công khai chồng sắp cưới. Mọi chuyện không có gì đáng nói khi vị hôn phu của nam em bị netizen nhanh chóng bóc trần quá khứ không trong sạch. Nhiều lời kêu gọi giải cứu nam em bắt đầu tràn lan. Không nhẫn nhịn trước sự công kích, nam em quyết định lên tiếng bảo vệ chồng tương lai, đanh thép đối đầu cộng đồng mạng, một mực khẳng định tình yêu của mình. Chưa hết, mới đây, Nam em vướng lùm xùm có lời tố bị anti fan chơi xấu, tặng cháo sò nhưng khi cô ăn thì biết có những thứ dơ bẩn. Người tình sân khấu của cô Bạch Công khanh cũng bị lôi vào cuộc khi cho rằng FC của nam ca sĩ liên tục mưu hại cô. Thậm chí nam em còn tố Bạch Công khanh là người cộng đồng LGBT, loạt cử chỉ thân thiết đẩy thuyền với nhau trước kia chỉ là làm cho khán giả vui. Nam em còn bị đào lại hàng loạt drama trước đó Điển hình là câu chuyện cô tham gia game show Vô Lăng Tình Yêu, người trong ekip cũ bất ngờ lên tiếng nói nam em là có tính không giống ai, bị nhận xét là chơi game dơ bẩn, làm khó ekip. Giữa ồn màu sự việc, thì tối ngày 5 tháng 12, người đẹp gốc Tiền Giang có bài đăng trên trang cá nhân với câu từ đầy ẩn ý, chia sẻ bản thân hối hận khi tham gia showbiz, tự nhận bản thân chỉ là miếng mùi ngon. Cụ thể, nam em có viết, các bạn nói đúng cuộc đời tôi chỉ là một miếng mùi ngon nếu được chọn lại nơi sinh ra tôi muốn tôi là một cô bé dễ nhìn ba mẹ là giáo viên và tôi cũng sẽ viết nối nghề của ba mẹ tới đây tôi nói thật sự hiểu tại sao ba mẹ tôi lại muốn tôi lớn lên làm cô giáo chứ không phải làm nghệ thuật Bài đăng của Nam Em trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Có thể thấy người đẹp đang phải gánh nhiều điều tiếng không hay, ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống và tâm lý của cô. Các fan cũng đưa ra nhiều lời khuyên, mong Nam Em tốt nhất trong thời điểm này giữ im lặng, nhằm xoa dịu dư luận, hạn chế sử dụng mạng xã hội và phát ngôn trong thời điểm nhạy cảm này.